Đây, code đây. Để chúng ta check cái đường chéo từ bên phải sang bên trái. Thì sẽ chạy một cái vòng lặp. À quên, cái này còn thiếu là counter về 0 nữa. Counter về 0. Ở đây chúng ta sẽ thực hiện là check đường chéo từ trái à, từ phải sang trái. Thì sẽ có điểm đầu tiên sẽ có tọa độ bằng x cộng y và tọa độ tiếp theo bằng 0. Được chưa nhỉ? Chúng ta test nhá, xong tôi sẽ đẩy code lên. Vẽ cái đã này. Bật debugger lên. Ôi giời ơi. Query selector not valid selector. Chờ tí nha. Biết có phải không? Rồi. Chúng ta có cái điểm TD, các bạn thấy chưa? Thấy cái điểm TD nó bôi màu xanh không? Tôi sẽ đặt cho nó cái màu nhá. Chúng ta sẽ có cái TD này. TD.style.background bằng màu đen, màu CCC nhá. Để chúng ta ngó cái xem xác định có đúng hết không. Tắt này đi. Ôi giời, sai rồi. Nó có vẻ mình làm ngược. Chờ chút xem nào. À nhầm. Sorry các bạn, tôi tính nhầm. Đó là x giảm y tăng. X trừ trừ. Xin lỗi, tôi bị nhầm. Test lại. Đấy, không test thì cũng há mồm. Đúng chưa? Chưa xong đúng không? Này, chứng tỏ là cái thuật toán của chúng ta đang bị sọn, đang bị thiếu một cái gì đấy. Thì chúng ta thử xem là cái custom x nó sẽ bằng 0 đi. Khác 0. Thử coi nào. Xem có đúng không? Ồ, vẫn sót mất một thằng. Cái là trừ. Nếu mà nó, tại sao lại vậy nhỉ? Chắc trừ 1 chứ. Rồi, hết rồi. Đúng chưa? Xác định chính xác chưa? Là x sẽ trừ, y sẽ cộng lên cho đến bao giờ x khác trừ 1 thì mới đúng. Được chưa? Logic đơn giản mà. Thực hiện vòng for. Sau đó ở đây chúng ta sẽ có cái gì nữa? Sau đó ở đây chúng ta bê nguyên cái cục này vứt vào. Bê nguyên cục này vứt vào. Nếu TD có inner text bằng turn thì cao cộng, L turn bằng 0. If counter lớn hơn 5 thì flag bằng true và tiến hành break hết cái vòng while này. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành, tôi cũng không cần phải có list td làm gì nữa cả. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện cái việc đơn giản đó là if flag và như thế này. If flag return flag, L thì kệ nó, L thì return flag tiếp. Return false mà cũng chả cần return làm gì. Test cả. Một này, hai này, ba này, bốn này, xong. Đúng không? Đấy là theo chiều từ phải sang trái. Bây giờ tôi đẩy code lên và tôi sẽ cho các bạn khoảng
20 phút, 30 phút luôn đi, xem có nghĩ ra được cách làm cái chiều còn lại không. Update chạy theo chiều đường chéo từ phải sang trái. Đấy, cái này nó gọi là cái thuật toán. Trong lập trình thì cái này nó gọi là cái thuật toán, như là cái gì? Tìm hướng đi để giải quyết. Đúng, vậy rồi. Đấy là thuật toán. Chiều ngược lại theo hướng từ trái sang phải. Sẽ cho các bạn khoảng 30 phút để làm. Đấy, nếu mà làm game show các thứ các kiểu á, đấy nó còn lằng vòng hơn. Có ai cần hỏi lại hay là giảng lại về cái logic từ đầu đến giờ thì ý kiến nhá. Ô tô ấy. Lỗi kiểu gì? Đâu? Đâu? Bạn thực hiện lỗi nó ra như nào? Ra bị double, ra hai lần x1. Đâu? À đây này, ra thật đây này. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Để coi lại. Rồi các bạn cứ làm đi. Tôi sẽ để cho nó test lại xem như nào. Winner. Ừ. Để xem nó lỗi ở đâu cái. Ừ. Tại sao lại thế nhỉ? Hay nhỉ. In the take up luôn. À. Thế là cũng là chuyện bình thường. Không có. Chết ở đây.
chết mẹ rồi, mình ngu rồi. Tóc tóc. Chết. Rồi nha, tôi fix rồi nha. Tí tôi sẽ giải thích cho các bạn sao không có cái lỗi này. Đẩy cốt lên rồi. Bây giờ là 6:39. Chúng ta còn 20 phút nữa để làm theo đường chéo từ trái sang phải. Tính thử ra nào.
logic của trường hợp ngược lại. Đây, không làm gì đây. Hacker là hacker. Hacker mà thì là gì? Là cái gì này? Win. Cao vấn đề, nó sẽ có cao vấn đề. Bây giờ, cái quốc đã đi một cái file đấy. Cái quốc đã đi một cái file đấy. Một cái file để gửi cái nào không? Lưu ý cái điều kiện để kết thúc cái vòng loại này, để tìm được cái điều kiện kết thúc vòng loại này thì mới làm được. Chiều này khó hơn. Chiều từ trái sang phải khó hơn. Khó.
xác định được. Logic thì vẫn vậy thôi. Logic thì thêm một hai dòng nữa là xong. Cố nghĩ nhỉ. Điểm bắt đầu luôn luôn là bằng giá trị của x trừ y. X trừ y là được tọa độ x, còn y sẽ luôn luôn bằng 0. Quan trọng là nó không tồn tại thì chúng ta bỏ qua, không check nó nữa. Chạy cho đến khi nào có cái thẻ TD tồn tại thì thôi. Còn logic là cứ một một vòng lặp sẽ cộng lên một giá trị. Có ai xong chưa? Cực dễ. Dễ cực kỳ. Chẳng có thiết lý rõ nào từ cái điều khoản. Kinh người. Quạt to hết cỡ rồi. Năm linh sáu A các bạn không nhìn thấy màn hình đâu. Năm linh sáu A màn hình nó là màn hình TV, cắm lên thì mấy bạn ngồi dưới không nhìn thấy cái gì, cho nên phòng đấy chỉ dành cho những lớp ít người học thôi. Được cái phòng đấy lại có quạt trần, phòng này thì mưa nó dột xuống nó cháy hết quạt trần rồi. Có ai sắp ra chưa? Nào cố lên, được một nửa là được rồi. Chưa nhá. Cực kỳ dễ. Copy lại không? Check copy cả đoạn comment này nhá. Đấy. Check đường chéo từ trái sang phải. Điểm đầu tiên sẽ có tọa độ là x trừ y 0. Xong. Thì custom x nó sẽ bằng cái này. Kể cả mang dấu âm cũng kệ nó, không vấn đề gì cả. Custom y vẫn bằng 0 như cũ nhá. Đến khi nào, lưu ý này, đến khi nào custom x nó cái điểm dừng của nó khác một chút, lớn hơn cái size đúng không nhỉ? Playground size đây. Úi giời ơi, đây bằng selected. Select tag.value lớn hơn select tag.value, thích thì pass in select tag.value, sau đó td nó sẽ bằng x bằng custom x, y bằng custom y, xong cũng cộng trừ như cũ, khác mỗi cái là custom x bằng cộng cộng, custom y bằng cộng cộng, cái này là custom y ở y. Custom y sẽ lớn hơn ở đâu? Y nhỏ hơn hoặc bằng nhỉ? Khi mà nó còn nhỏ hơn hoặc bằng pass in selected tag.value. Gì đó? Bom à? Đấy chưa? Xong. Hết phim. Sửa có mỗi mấy ký tự thôi. Test nhá. Một này, hai này,
3 này, 4 này. Thắng nhỉ? Dễ ỏ. Logic là đi có. Chẳng có gì khó. Xong phim. Trăm dòng code, 150 dòng code. Tính cả comment, comment, các thứ, các thứ. Đấy là còn cả đoạn ở trên này nữa. Trừ đi khoảng 10 dòng code nữa. Xong. Đẩy lên nhá. Để thời gian chúng ta ngâm cứu. Xong rồi. Các bạn check đi. Check 4 lượt, thế là xong. Vui nhỉ. Đây là logic các bạn kém, như vậy là thuật toán rất là kém, cần phải check lại. Xem lại đi, các bạn mà quên là kém rồi. Không quan tâm là ông dành 10 ngày hay là 30 ngày hay là như thế nào để làm. Ông cứ làm sai là ông chết rồi. Không đúng đến đúng hạn ông giao cho tôi là ông chết rồi. Vậy thôi. Đi làm nó cũng dễ mà. Nghe xong 4 triệu. Nếu các bạn muốn check cụ thể xem cái thuật toán các bạn làm nó đúng chưa, xác định được cái thẻ đúng chưa ấy, cứ đặt debug vào là sẽ biết là mình check đúng hay không. Sau đây chúng ta sẽ sang phần tiếp theo, làm những cái thứ khác. Còn rất là nhiều thứ mà đây phần này tôi chỉ giới thiệu thôi. Còn các bạn sẽ phải làm với tôi cái này. Có ai cần thắc mắc cái gì không?
bị xóa rồi. Đúng không? Nào xong GS mà không nghe người thì nó xấu rồi. Bây giờ đâu không phổ cập biết cái bản thế nào phải nào display nhìn vào mình cùng không đấy có nào copy cái đấy copy cái hàm đấy copy cái hàm biết cái hàm là cái nào không không biết hàm biết thế nào được không chứ đâu chỉ là hàm đây là phổ biến hàm của hai bên vào element số nào số nào sẽ over cái lúc chuẩn đấy cái lúc là thế nào không đấy copy mở file gs ra mở file gs rồi mà code ở đâu code file gs ở đâu đấy control f bèn xuống đấy hàm zoom in đến đây ai cũng có đây là làm sao tại sao khi nó lại đổi như vậy cái gì cũng không biết thì bao giờ phải biết được check đây là nó lỗi ngay từ đầu này illegal return statement này đây này. Lát để ở đâu ra anh nhấp lát ở trên kia cốt bản lỗi một phát là nó không chạy các bản JavaScript sau nữa có gì không lỗi xảy ra vào bao nhiêu 319 đây là cái lõng mất cái thảm ở đây rồi đâu có thảm ở đây rồi thì làm sao nó lại không dùng nữa đâu nghe chưa đây ra chưa check cho nó kỹ là học lập trình mà không biết kiểm tra lỗi thì nghỉ luôn. Đây là kỹ năng cơ bản. Được chưa nhỉ? Chúng ta sang phần tiếp theo của JavaScript, sau đó chúng ta sẽ chuyển sang một phần nữa luyện tập. Và sẽ học thêm về các cái về một cái thư viện là jQuery. Chúng ta xử lý những cái logic của mình. Chúng ta vào w3school học về JavaScript tutorial. Đây. JavaScript nha, vào w3school xong rồi copy vào phần JavaScript này. Chúng ta sẽ có cái phần là method hay function gì đấy. Để coi nào. String. Assignment string đây. Chúng ta có cái các cái hàm hoặc là các cái thuộc tính để giúp chúng ta xử lý những cái vấn đề liên quan đến string này là chữ này, number là số này. Tí nữa chúng ta sẽ có cả những cái chỗ để giúp chúng ta xử lý về mạng
về ngày tháng. Đấy là những cái thứ cơ bản ở trong bất kỳ ngôn ngữ nào cũng có và chúng ta phải nắm được. Chúng ta chủ yếu là cần biết cho tôi là trong JavaScript hay trong bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào các bạn tiếp xúc ấy, nó có những cái hàm để giúp chúng ta xử lý những cái đấy hay không thôi. Còn sau này khi chúng ta làm việc thì chúng ta chỉ cần nhớ là nó có thì chúng ta có thể tìm kiếm được. Thì đây là những cái hàm đầu tiên này. Ví dụ chúng ta có cái string length. String là chữ đúng không? Length là độ dài. Thì chúng ta còn muốn tìm bất kỳ cái độ dài của một cái chuỗi nào đấy thì chúng ta có thể là cái chuỗi giá, đây là chuỗi được gán một giá trị này, chấm len, nó sẽ ra cái độ dài của cái chuỗi này. Chúng ta có thể thử ở đây này, run, độ dài của chuỗi này là 26 ký tự đây, có thể đếm, tôi có thể thu nhỏ lại còn 3 ký tự, nó ngắn thì chúng ta dễ dàng đếm, đây còn 3 ký tự, được chưa nhỉ? Đấy là cái đầu tiên, chấm len. Cái hàm thứ hai là hàm index of. Index of. Được chưa? Hàm này đọc cho nó ý nghĩa gì ở đây? Đây, hàm đi index of trả về thứ tự, về position of the first current of the specified state in a string. Là gì? Là trả về cái thứ tự đầu tiên của cái chuỗi tìm được trên cái chuỗi cần tìm của chúng ta. Thì chúng ta có string tìm từ locate, tìm từ locate ở trong cái chuỗi này. Thì chúng ta có string bằng str bằng cái này, chấm index of locate, thì nó là cái từ này đúng không? Đúng chưa? Tìm từ đầu tiên thì chúng ta sẽ có cái từ này, nó trả về thứ tự là 1 này, 0 này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nó trả về số 7. Được chưa? Còn trong trường hợp chúng ta không tìm được cái từ này, ví dụ tôi test ở đây nhé, ở đây nó trả về số 7 đúng không? Tôi thêm cái từ số 1 vào đây, được chưa? Nó trả về số mấy? Số trừ 1. Bởi vì không có, không có tồn tại cái chuỗi này ở trong cái chuỗi cần tìm ở trong này, cho nên nó sẽ trả về cái trừ 1. Được chưa? Chúng ta có last index of. Đây copy cái này paste sang bên kia luôn. Last index of nó ra số mấy? Đây là 7 này. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nó là ở vị trí số 21. Đúng không? Đấy là last index of, có thể tìm được cái từ đầu và từ cuối, không thể nào tìm được từ ở giữa. Không có nhé. Đấy là cái giỏ hơi của bọn Laravel. Đây, cả index of và last index of method trả về trừ 1 nếu cái đoạn text cần tìm không tìm thấy. Được chưa nhỉ? JavaScript đếm vị trí từ số 0. 0 là vị trí đầu tiên của một cái chuỗi. 1 là 2, 1 là vị trí thứ 2, 2 là vị trí thứ 3. Được chưa nhỉ? Tiếp theo, searching for a string in a string. Tìm một chuỗi nó cũng không khác gì cả. Chúng ta xem nó có khác gì nhá. Nó cũng trả về giống vậy thôi. Được chưa? Cũng trả về số 7. Nếu mà đây tôi tìm một cái số không có trong chuỗi, nó vẫn trả về trừ 1. Hai hàm nó có tác động gần gần như nhau. Tiếp theo, hiểu mấy cái vừa rồi không nhỉ? Con nào không hiểu không? Đây là mới, chúng ta mới có tìm độ dài, tìm vị trí, chưa có gì gọi là cao siêu cả. Tiếp theo, slice. Slice là gì? Cắt. Slice tiếng Anh không biết là cái gì thì chết đấy nhá. Không biết tiếng Anh là không đọc được tài liệu đâu. Cho nên là liệu liệu mà đọc. Slice là cắt, là cắt một phần của một chuỗi và trả về chính xác cái phần đó trong một cái chuỗi mới. Ví dụ ở đây chúng ta sử dụng là str.slice 713 thì nó sẽ cắt từ ký tự số 7 cho đến ký tự số 10 mấy? 12. 1 này, à không này, 1 2 3 4 5 6 7 này. 8 9 10 11 12 này. 13 là dấu phẩy đúng không?
thì nó trả về cái. Được chưa? Nhớ nhá, cắt từ ký tự ở tham số đầu tiên cho đến ký tự trước tham số thứ hai. Được chưa? Slide là cắt, cắt chuỗi. Thế nếu mà trừ như này ra. Trừ này ra. Cắt từ đuôi. Cắt từ đuôi hất về. Từ số trừ 12 cho đến trừ 6. Đây. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bắt đầu số 6 này. 6 này. 6 này. 7, 8, 9, 10, 11. Bắt đầu đến hết 12 này. Thấy không? Đến hết 12 này. Từ số là bắt đầu đếm ngược này là từ từ đuôi nhá. Là cắt từ số trừ 6, đây là cái chữ A này, cho đến số trước số trừ 12 là trước này nếu mà chúng ta đặt ở số âm. Được chưa? Có hai cái cắt, cắt kiểu gì cũng được, tùy. Thuật toán nó chỉ có vậy thôi. À quên nhầm, cái hàm nó chỉ có vậy thôi. Còn quan trọng là do chúng ta xử lý nó như nào thôi. Rồi đi coi nào. Còn nếu mà đặt mỗi một cái này thôi thì nó sẽ trả về cái gì? Từ chỗ này trở đi, đúng không? Tiếp theo, substring. Substring khác gì không? Substring is similar. Similar là gì? Giống với slice. Sự khác nhau giữa substring đó là không chấp nhận cái số negative là gì? Số âm. Được chưa? Cái thằng này không chấp nhận số âm, nó chỉ chấp nhận số dương thôi. Lại được thêm một thằng nữa. Sub FTR giống với slide, sự khác nhau đó là cắt từ, cắt theo độ dài. Đây, cái index vẫn là index số 7 nhá. Cắt 6 từ tiếp theo, bắt đầu từ số 7. Thế nhỉ? Đây 7 này, 7 đây đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây sự khác nhau. Được chưa? Replace thì dễ rồi. Cái này là cái hàm rất là quan trọng. Thằng này, nãy giờ chúng ta trải qua những cái thứ này quan trọng này. Len là quan trọng nhất. Len là quan trọng nhất. Xong rồi đến index of là quan trọng thứ hai. Sau đó là replace là quan trọng thứ ba. Là ba cái đấy đều quan trọng cả. Đây, replace Microsoft W3 School. Thì ở đây nó sẽ thay thế cái từ là Microsoft này bằng cái từ Mac W3 School này. Output nó sẽ là please visit W3 School. Được chưa? Replace ở bằng cái chuỗi này này. Đây này. Trông có mẹ cũng ngáo cần lắm. Đây này. Đây nhá. FTR bằng cái demo là bằng cái này đúng không? Chúng ta có txt bằng ftr.replace của cái này, của Microsoft vừa bằng với W3 School đúng không? Bây giờ nhá, nó hiển thị ra txt đúng không? Thì đây, cắt này, được chưa? Tôi refresh lại này. Bây giờ tôi copy cái ftr này vứt vào đây, được chưa? Run. Thấy không? Cái chuỗi ftr của chúng ta vẫn còn nguyên. Được chưa? Chuỗi ftr của chúng ta vẫn còn nguyên. Khi mà chúng ta sử dụng replace thì nó sẽ tiến hành là tạo ra một chuỗi mới. Nhớ nhá, tạo ra một cái chuỗi mới bằng với cái chuỗi ftr cũ đã được replace. Được chưa? Nhớ nhá, đừng có mà nghịch ngợm linh tinh là chạy mỗi cái này là công các bà há mồm này. Có đấy, sẽ có đấy. Nên là tôi cảnh báo trước. Nó không thay đổi đâu. Rất nhiều trường hợp bị như này rồi. Rồi. Để xem còn gì nữa nhỉ. Regular expression thì bỏ qua đi. Đây, cái tiếp theo. To upper case và to lower case. Cái này thì dễ rồi đúng không? Chuyển cái toàn bộ cái text ở trong cái text 1 này. Upper case là gì? Chữ viết hoa. Lower case là chữ viết thường. Concat là gì? Nối hai chuỗi này vào với nhau và phân tách hai chuỗi, hai cái tách ở hai chuỗi với bằng một dấu gạch dưới.
hạch dưới. À có nhầm, dấu cách, xin lỗi. Nhầm. Được chưa nhỉ? Rồi. Extract. Đây chúng ta có str bằng hello world. Str tra ất 0 thì nó trả lời chữ gì? Chữ h. Lấy ký tự ở vị trí thứ. Được chưa? Tra cốt ất. Tra cốt này này, có biết cái từ là ASCII không? Đấy, nó là cái bảng mã. Được chưa? Là cái bảng mã đấy thì là cái này là chuyển cái ký tự, ví dụ chữ H này, chữ H khoa đúng không? Chuyển cái ký tự H lớn này sang cái code tương ứng của cái bảng ASCII. Được chưa? Đấy là cái giá trị của nó. Access string as an array is unsafe. Đây. Lấy ký tự đầu tiên ra thì có thể là lấy bằng cái kiểu như thế này. Đóng mở ngoặc array lấy ra chữ H thì có là ở vị trí số 0. Convert string to array là chuyển chuỗi sang mảng. Được chưa? Ví dụ đây chúng ta có ABCDEF. Chúng ta có hàm TXT.split. Được chưa? Thì đây chúng ta test đây. ABC này, được chưa nhỉ? Try. Array ở vị trí 0 thì là lấy ra chữ A. Được chưa nhỉ? Cái array này này, cái array này tôi sẽ console log nó thử nhá. Console.log ra đây. Cái biến ARR này thì chúng ta sẽ nhìn thấy ngay. Thấy không? Cái array nó phân thành 6 phần tử. 0 là A. Nó cắt cái chuỗi ban đầu của chúng ta trở thành 6 phần tử dựa trên cái dấu phẩy ở đây. Được chưa nhỉ? Đấy là hàm split. Được chưa? Rồi ok, xong rồi đấy. Để tôi coi xem có cái bài tập nào hay hay cho chúng ta làm. Nhiều lắm, nhiều bài tập về string lắm. Cái gì ta, mình định làm gì ta? Facebook. Hôm trước tôi vừa up lên cái lớp dài hạn. Đây không? Đây, chúng ta làm cho tôi cái này. Ô. Điên này. Đây làm sao nhỉ? Cái màn hình của mình thì làm sao? Không có nhìn thấy gì không? Nó bị mất một nửa đúng không? Ôi rồi, đành sống chung với lũ vậy. Đây. Giải từng bài một cho tôi. Đếm có bao nhiêu khoảng trắng trong chuỗi. Làm ra, làm cách nào? Test nhá. Đây tôi hướng dẫn các bạn làm này, các bạn làm từng bài một cho tôi. Tôi sẽ có cái file tiếp theo là đây, JS, tôi sẽ có file nữa là file ex.js này. Chúng ta sẽ có file ex.html. Gì vậy? Script ở dưới này. Sẽ có src bằng public sược js sược ex.js. Xong chưa? Bây giờ các bạn làm theo hướng như này, tôi sẽ có một cái div. Sẽ có một cái input. Input time text này có id bằng là ID bằng B1 đi. Value của cái gì tôi không quan tâm. Được chưa? Và tôi có một cái button ở phía dưới. Button này thay button. Khi mà on click thì sẽ chạy hàm bài 1. Đóng mở ngoặc vào đây. Đây là bài 1. Xong. Hiểu tôi định làm gì chưa? Tạo ra cái hàm bài 1 này ở trong cái file ex.js này. Sau đó chúng ta viết text vào trong cái input này, xong bấm cái nút submit bài 1 thì nó sẽ phải alert ra hay là console log ra tôi không quan tâm. Các bạn thích hiển thị kiểu gì hiển thị, miễn là tính ra được cái kết quả của tôi là xong. Làm đi. Đây, làm như này.
tạo ra file ex, tạo ra file ex.html và ex.js, link hai chúng nó với nhau. Sau đó là bắt đầu code. Tôi sẽ làm ví dụ với các bạn bài 1 trước nhá. Mỗi bài tôi sẽ cho các bạn độ khoảng ok rồi từ đã. Bây giờ là mấy giờ? Bây giờ là 7:21. Tôi sẽ cho các bạn khoảng 10 từ bây giờ đến 7:30 để ngấm. Ngấm những cái hàm liên quan đến chuỗi string. Sau đó chúng ta sẽ làm. Mỗi bài chỉ rơi vào tầm tối đa là 10 phút thôi. Nhá. Mỗi bài tối đa là 10 phút để làm. Luyện chúng ta thuật toán các thứ các kiểu luôn. Sau này còn phải xử lý chuỗi còn dài, nó còn đi theo cả đời các bạn. Tạo xong HTML chưa? Tiếp tục nhá, bây giờ đến file ex này. Thì chúng ta có cái function là bài 1 đóng ở ngoặc như này vào. Chúng ta sẽ có cái var str bằng document.getElementById, đây là B1 đúng không? .value. Này là lấy được cái giá trị của cái string rồi đúng không? Được chưa? Bây giờ đếm bài 1 là đếm số phần tử khoảng trắng ở trong một chuỗi. Thì đây. Ở đâu nhỉ? Nhầm hàng. Đây tôi viết text ra đây nhá. Đây là thẻ P này. Đây là đề bài. Tôi sẽ copy đề bài ra. Đếm có bao nhiêu khoảng trắng trong chuỗi. Thì B1. Xem chúng ta làm như nào. Xong đến đây chưa? Hướng dẫn nha. Theo các bạn làm cách nào? Cái gì? Nghe cái gì mà kinh khủng ấy? Ông nói nó bớt kinh khủng đi cho tôi cái được không? Có cách nào nào? Thử xem có ai nghĩ không? Ừ? Chuyển thành mảng. Xong for x từng phần tử trong mảng, cái nào bằng rỗng. Ví dụ như này nhá. Bạn tên là gì? Cái gì Vân? Lê Thị Vân. Đúng không? Có hai khoảng trắng. Thế làm sao để đếm được ra cái số 2 đấy? Ừ. Làm sao để ra số 2 đấy? Đây nhá, Lê Thị Vân đẹp trai. Rồi, giờ làm sao để tìm được ra đây 1, 2, 3, 4 khoảng trắng. Một cách. Đúng, hợp lý. Thế nếu như này sao? Không cần. Chưa tối ưu. Có ai có cách khác không? Đúng, cách của Vân đúng. Nó là dùng cách mà, khoảng trắng là dùng cách mà. Đâu, dùng như nào? Tốn quá nhiều effort. Tìm cái khác đi. Tôi chưa thấy cách nào tối ưu. Nghĩ đi xem nào, động não. Có gì đâu nhỉ? Chúng ta có len đúng không? Đúng chưa? Tìm được len là lấy được độ dài nguyên gốc rồi đúng không? Còn nhớ cái replace không? Xóa toàn bộ khoảng trắng ở trong chuỗi đi. Xong lấy cái chuỗi nguyên gốc trừ đi cái chuỗi đã xóa. Nên ra số lượng phần tử khoảng trắng nhỏ. Ồ. Đây nhá. Tối ưu không phải là cái dùng vòng for là tối ưu đâu, vòng for không tối ưu đâu. Nhưng mà thực hiện những cái gì nó đơn thuần nhất. Được chưa? Đây là string gốc nhá. Được chưa? Và str2
bằng str 1 str chấm re str gạch dưới replace hay sao nhỉ, chả nhớ cái hàm gì nữa, chấm replace à? Replace cái gì mà nốt đây trời, replace cái khoảng cách với cái ký tự rỗng. Bây giờ là console.log ra cái str.len trừ đi cái str2.len, xong chưa, ra chưa? Phép trừ thì bọn lớp 1 nó cũng làm. Bọn này học cao quá quên hết cả cơ bản. Test nhá. Lê Thị Vân X, Y, Z. Ở X, Y, Z đi. Đây, sao lại có 1 này trời? Sai rồi. 1 sai rồi. Replace đặt debugger vào đây xem sai ở đâu. Lê Thị Vân. Rồi. Lê Thị Vân nha. F10. Úi giời ơi. Replace mỗi từ à? Thay mỗi chỗ. Ờ hả? Không được rồi. Tôi tưởng cái replace nó giống như trong PHP, nó xóa hết. Đây là JavaScript replace on character comma string. Xem có cách nào không? Để xóa bằng regex à? À replace all này. Biết có cái nào replace all. Bậy nhỉ. Có replace all không? Không có. Không có. Cái cách này không khả thi rồi. Bậy thật. Nó sẽ xin replace cái thằng đầu tiên. Như vậy thì đúng là phải làm cách khác rồi. Làm cách khác rồi. Nào, nếu mà không làm được cách này thì làm cách nào? Cách thứ hai là có một cái var arr, nó sẽ bằng str.split cái khoảng cách ra đây và khoảng cách split thì nó sẽ bằng cái có bao nhiêu khoảng cách thì nó sẽ bằng cái arr len cao trừ 1. Tôi không chắc chắn về cách này nhé. arr.len 1. Chả biết có đúng không? Rồi. Split. Điều chữ L. Hai này. Cách bàn cách cái nữa này 4 này đẹp trai 5 này đúng không, 1 2 3 4 5 đúng không, cách này của Vân đúng nhá.
do cái replace ở trong JavaScript nó lởm quá, bắt buộc phải làm cái này. Đây là bài 1. Đây, chúng ta tập trung làm cho tôi từ bài số 2 cho đến bài số 10. Từ bài số 2 cho đến bài số 10. Bao nhiêu phút có làm kịp không? Từ bài số 2 cho đến bài số 10. Trong vòng 30 phút. Kịp không? Bài phút nha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 bài. 9 bài. Mỗi bài chắc là 5 phút. Thế vậy thì okay. Ok, các bạn làm cho tôi từ bài số 2, 3, 4, 5, 6. Từ bài số 2 cho đến bài số 6. Từ giờ cho đến 8 rồi. Bài số 2 cho đến bài số 6. Nhập chuỗi 2, nhập hai chuỗi S1 và S2, nối chuỗi S2 vào S1, xuất chuỗi S1 ra màn hình này cũng dễ. Đổi tất cả các ký tự có trong chuỗi thành chữ thường, không dùng hàm string lower. Cái này bỏ qua cái đóng ngoặc nhé. Đổi tất cả các ký tự trong chuỗi sang chữ in hoa này cũng dễ. Viết chương trình đổi các ký tự đầu tiên của mỗi từ thành chữ in hoa này cũng dễ.
Có ai xong chưa?
10 phút nữa nha. Xong rồi. Làm tiếp đi. Làm bài khác đi. Dễ mà, 6 bài đầu dễ hòm. Đây là bài 10. Tôi cảm thấy 6 bài đầu dễ quá là bài 10. Làm bài 10 vậy? Làm đi.
con chữa bài nào trong năm bài nào. Rồi, hết giờ. Có bao nhiêu bạn làm được từ trên 3 bài trở lên? Trên 3 bài. 1, 2, 3, 4. Ôi, nhiều phết nhỉ. Góc bên dưới không ai làm được 3 bài trở lên à? Sao thế? Không biết làm. Đấy, xem lại nhá. 30 phút ít nhất phải làm được 3 bài nhá. Mà bằng những cái bài này rất là dễ rồi. Chẳng qua là do cách chúng ta tư duy thôi, phải luyện tập nhiều hơn. Về nhà mình sẽ gửi cho các bạn toàn bộ 25 bài này. Trong này là có tận 25 bài cơ. Thao hồ làm. Được chưa? Mình đã chữa nhá. Cần chữa bài nào nào? Chứ không có thời gian chữa hết đâu. 6 hả? Ôi dễ òm. Đây gì? Ở đâu bài 6? Đổi những ký tự đầu tiên của mỗi từ thành chữ in hoa. Có gì khó đâu nhỉ? Thì tôi làm một cách dễ nhất nhá. Bài 6 ấy. Đây đúng không? Chữ in thành thường chữ in hoa. Đây là B6. B6. Rồi. Rồi. STR bằng B6 này. Đúng không? Check lại xem đúng chưa đã. Rồi B6. Rồi xong. Giờ làm sao? Giờ tất cả ký tự đầu tiên của mỗi từ thành chữ in hoa thì giờ sao? Đầu tiên vẫn cứ ARR SPLIT. Xong chưa? Được chưa? Nó for x. À quên nhầm. Có một cái biến va bằng result. Bằng string rỗng này. Không nhỉ? Giờ tiến hành for, thực hiện một vòng for của cái arr.lang, đúng không? Sau đó chúng ta có cái biến là $va arr.str bằng này, đúng không? Sau đó chúng ta có cái gì? Có gì? Có gì nhỉ?
sử dụng cái gì để chưa cho nó thành chữ in hoa. Cắt ký tự đầu tiên, đúng không? Cắt ký tự đầu tiên, cắt ra thì chúng ta sẽ có cái để coi nào, cắt cái ký tự đầu tiên ra thì chúng ta có hàm là cắt chuỗi v kép ba school gs đâu nhỉ, string method này, để tôi coi nào xem là có thể thay thế được ký tự đầu tiên không. Đây nha, chúng ta sẽ có cái trò này đây đúng không? Cắt đi ký tự đầu tiên ra. Và last lst nó sẽ bằng cái đầu tiên chúng ta sẽ có cái bằng last bằng cái này slide số cắt từ số 1 cộng với ký tự ở đây, cắt với cái này đi, to upper, cái hàm to upper đó nhỉ, to upper case lower case đây. Chúng ta sẽ có last list này bằng là arr str vị trí số 0 to uppercase, xong chưa? Sau đó chúng ta sẽ có bằng lst cộng bằng splice 1 và cuối cùng là đẩy vào trong cái result, thì biến result nó sẽ cộng bằng với cái từ nha, arr ở vị trí thứ y nó bằng với cái này, sau đó tiến hành console log ra xem có đúng không đã. Rồi tạm thời này đã nha, hiểu không nhỉ? Đầu tiên có cái chúng ta tiến hành cắt chuỗi này, cắt thành các cái mảng khác nhau này. Sau đó tôi uppercase cái giá trị của cái string đầu tiên, cái ký tự đầu tiên lên. Được chưa? Trừ trường hợp quên này, cắt chuỗi rồi, sau đó chúng ta tiến hành là cộng cái chuỗi có ký tự đầu tiên viết hoa cộng với cái phần còn lại của cái chuỗi str này lên nữa. Cộng với ký tự phía sau. Đúng không? Sau đó chúng ta sẽ tiến hành hiển thị cộng nó vào, xong rồi trả lại cái arr vị trí thứ y bằng cái phần tử này, sau đó hiển thị ra ngoài test cái Trần Thiện, được chưa? Xong chưa? Viết hoa chữ đầu tiên này. Sau bây giờ là merge lại, tiến hành là merge lại toàn bộ cái array method này, chắc chắn cái này nó sẽ có một cái hàm để giúp chúng ta merge lại. Hả? Cho thành swing lại. Join. Đâu hàm join đâu? Đây hàm join đi rồi. Fruit join. Chúng ta sẽ có cái kết cục cuối cùng, chúng ta sẽ có cái này. Có cái str result. Nó sẽ bằng với cái arr.join với cái ký tự cách này là xong đúng không? Và tiến hành console log ra. Được chưa? Đây là phép xử lý của bài 6. Cho cái ký tự đầu tiên của mỗi cái phần tử là một cái string nhỏ viết hoa lên. Sau đó là cộng với những phần tử cắt từ phía sau
hất về cuối. Hết phim. Nhưng mà cái này sẽ bị lỗi nhá. Lỗi đây này. Tôi cách thêm một cái nữa. Thấy không? Cách thêm một cái nữa thì là tèo. Bởi vì sao? Bởi vì phần tử nếu mà ở đây chúng ta có hai dấu cách thì phần tử nó sẽ bằng nun. Được chưa? Đó, cho nên là chúng ta phải bỏ qua cái đấy. Chúng ta phải bỏ qua và chúng ta sẽ cần phải có là if cái arrstr mà bằng với undefined hoặc arrstr bằng với null hoặc arrstr bằng với string rỗng thì chúng ta tiến hành là continue. Tiến hành continue để nó không chạy những cái dòng này nữa. Được chưa? Giờ chúng ta test lại. À, tôi thích cách ăn cơm. Ví dụ thế. Được chưa? Nếu nó bằng một trong ba thằng này thì chúng ta phải bỏ qua toàn bộ cách xử lý ở dưới. Bởi vì không thể nào lấy được cái uppercase của một khoảng trắng được cả. Đúng không? Nên chúng ta sẽ phải bỏ qua. Và chúng ta chỉ việc cộng lên mà thôi. Đấy là cách xử lý 76. Có ai thắc mắc không? Đẩy lên nhá. Bài mấy nữa? Bài 7 có dễ không? Bài 7 có khó không? Đóng mình cái cửa không điều hòa nó lại phát hết hơi ra ngoài mặc dù nãy giờ vẫn cứ nóng. Nóng quá, không tập trung được. Bài này có khó không? Toán siêu nhân ở đây mà không ai có giải pháp gì. Có vẻ đúng. Sao vậy? Sử dụng vòng lặp chạy qua từng phần tử của chuỗi, đúng không? Sau đó nếu nó là chẵn thì cho nó viết thường, nếu là lẻ thì cho ký tự viết hoa lên, sau đó cộng vào một cái chuỗi result hiển thị ra ngoài. Chưa chắc. Đây bạn nhìn này, ABC viết thường đúng không? ABCDE viết hoa đúng không? Nó chuyển vẫn thành là hoa thường. Đúng nhá. Cộng 2 là không ổn đâu. Có cần chữa bài này không? Có muốn chữa không? Bao nhiêu người muốn chữa giơ tay nào? 1. Rồi, ok, không chữa. Tiếp theo bài tiếp. Đảo ngược ký tự trong chuỗi. Lại vòng lặp. Mỗi tội vòng lặp ngược thôi. For trừ trừ thôi. Cũng dễ nhỉ, bỏ qua. Đây, chương trình tìm kiếm một ký tự xem có trong chuỗi không. Nếu có xuất ra vị trí của ký tự đó. Nào nào, bình tĩnh, bài này khó này. Bình tĩnh, bài này khó. Bài này sẽ áp dụng hai hàm chúng ta đã học. Một là hàm split, hai là hàm index of. Làm đi, bài này phải làm. Gợi ý cho thế thôi. Bạn làm trong 10 phút. Hai hàm. Hàm split dùng trước, index of dùng sau.
hiện tại thì kiểm tra cái hồ Chí Minh đi vào mở tầm sáng. Phải chín. Của cái quê của cái trong đó script cũng có đúng cái này nhưng cái quê là sẽ giải quyết được. Thank you.
trước đi. Chí Minh thì cái M này tồn tại ở cái từ thứ 3 đúng không? Nó ra cái số 3. Ừ. Hết 10 phút rồi, bao nhiêu người ra rồi? 1 2 Y thế. Đến 5 người thì chữa. Làm giao diện chưa? Rồi chữa nhá. Lộc bạn. Chúng ta có cái index of dùng như nào nhỉ? Index, đây index of cái từ này. Đúng không? Chúng ta có post. Đầu tiên là chúng ta có cái str và cái cha. Lấy string và lấy ký tự đúng không? Sau đó chúng ta tiến hành là split cái string ra thành các cái phần tử nằm trong mạng arr. Tiếp theo chúng ta sẽ có cái for, một vòng for của cái arr. Tiếp tục tiến hành post bằng arr ở vị trí thứ y, index of cha là cái này, là ký tự đúng không? Nếu if post khác trừ 1, rồi trừ 1 thì là không thấy mà đúng không? Thì sao? Tiến hành console log ra cái đô la ở cái y cộng 1 và tiến hành break khỏi vòng lặp để không chạy nữa. Xong, hết phim. Vòng này xong. Đâu, ở đây. Rồi, test nha. Đây là Hồ Chí Minh. Tìm chữ M, tìm chữ bờ, M. Ba chưa? Tìm chữ C. Hai chưa? Tìm chữ O. Một. Gì? Sao? Tìm thuộc về cái từ nào mà từ thứ mấy? Để đọc đề bài phải hiểu chưa? Đây. Do em chứ do ai, đề bài người ta như này mà. Được chưa? Đây, bài số 9 đây, có bằng này dòng thôi.
quá. Làm nữa không? Chán chưa? Còn nhiều thứ khoai hơn. Chưa ăn thua, bọn này chưa ăn thua gì cả. Còn lại về nhà làm nhá. Tôi sẽ đẩy cái bài này lên. Đây, copy cái link này, pet xuống cái group lớp của chúng ta. Sau này còn nhiều bài khó hơn, yên tâm. Rồi, xong. Chúng ta chuyển sang các hàm xử lý về số. Số thì có toString, dễ rồi. Chuyển ra chữ toString, chuyển sang chữ này. Chúng ta có cái toExponent, exponential, cái này thì bỏ qua đi. Bỏ qua. Tiếp theo chúng ta toFix. Cái hàm này thì phải biết fix là như nào, làm tròn nhá. Fix là làm tròn. 9,6 thì fix không có ký tự số thập phân phía sau thì làm tròn lên 10. Fix còn hai số thập phân phía sau thì làm tròn 9,656, làm tròn lên 6,6, được chưa? Đây là hàm toFix, xToFix. Tiếp theo toPrecision, precision là trả về một cái gì? String. Nhớ cái kiểu dữ liệu trả về của nó nhá. Trả về string nhá. With a number written by specified length. Là các bạn xem đây này. Trả về 9,7 là có hai số. Yeah, nó không, nó cũng làm tròn giống như toFix, nhưng mà cái này nó là đếm số. Đếm số bỏ vào dấu chấm ấy nhá. Đếm số 4 thì có 1 2 3 4 số ấy. Được chưa? Đó, lưu ý. Tiếp theo value up. Value up là trả ra số. Đây, test cái này phát biết ngay. Đây. 100 cộng với 23 trả về là value. Ví dụ như lúc nãy chúng ta có cái là toString đúng không? toString. Wow. Sao ra gì ta? À đâu, cái này nãy là trả ra chữ. toString là trả ra return dữ liệu là trả ra chữ, còn kết quả phép cộng này vẫn là 123. Còn cái này là trả ra số, chúng ta console log thì mới thấy được rõ ràng. Ok, cái này sorry các bạn. Cái này sẽ trả ra số, kiểu số. Convert variable to number. Thì đây chúng ta có 3 hàm. Là hàm number, hàm pass in và hàm pass float. Đây. Hàm number là trả về số. Đây nha, chúng ta xem nhá. X bằng true. Khi mà gọi number x thì trả về số 1. X bằng phone, trả về gọi number thì trả về số 0. Chúng ta có x bằng new date, đây là kiểu dạng là ngày tháng năm, ngày hiện tại ấy. Khi mà number x thì nó ra cái số giây. Số giây tính từ năm ngày mùng 1 tháng 1 năm 1970 cho đến bây giờ. Thì giờ nó trả về số giây. X bằng 10 thì trả ra 10. X bằng 10 cách 20, cái này không ép được sang kiểu số thì nó trả ra là not, NaN là not a number. Được chưa? Not a number. Cái hàm number này có thể dùng để check một cái biến có phải là số hay không. Được chưa? Hoàn toàn thì check được. Chúng ta còn hàm is number nữa cơ. Được chưa nhỉ? Tiếp theo, hàm pass in thì là ép kiểu chữ về số thôi. Đây, 10, 20, 30. Nó cũng return ra 10. Nó ép những cái ký tự đầu tiên. Cái nào ép được ra số thì là ra số. Trừ khi cái kiểu như này thì là thôi tôi chịu. Được chưa nhỉ? Float cũng vậy. Đây, chúng ta có max
max value, number.max value, nó trả ra cái số lớn, số dương lớn nhất JavaScript có thể trả về. Min value cũng vậy, negative if infinity thì là infinity là cái quần nợ gì? Cũng chưa dùng bao giờ. Chưa dùng bao giờ luôn. Positive infinity, chả biết. Đây, NaN là not a number. Để xem còn cái gì không nào. Number, đây là kiểu, kiểu thôi. Không có gì cả. Đây là các hàm về number nha, cách dùng thì trong này nó có hết rồi. Tiếp theo là chúng ta có math. Đây là một object ở trong JavaScript tự cung cấp, có sẵn. Math thì chúng ta có math.py, nó trả ra chúng ta số pi. Tiếp theo math.round, đây là làm tròn, làm tròn. Math.bound là 8 mũ 2. Math.sqrt là căn bậc 2. Math.app là trả về số tuyệt đối, tuyệt đối, giá trị tuyệt đối. Math.cell là làm tròn, round up nha, round up là dùng cell. Math floor là trả về round nhưng mà down làm tròn xuống, cell là làm tròn lên. Được chưa? Sin code min max random, math random. Được chưa? Thì đấy là các hàm của math. Nhưng mà dùng những cái hàm kia thì chúng ta phải có math chấm nhá thì mới dùng được. Tiếp theo là các hàm về array. Array. Các hàm về array. Chúng ta có hàm join. Hàm đầu tiên là hàm join thì là ngược lại với hàm split lúc nãy. Join là chuyển từ mảng sang chuỗi và các cái phần tử trong chuỗi ở trong mảng sẽ được cách với nhau bằng một ký tự nào đấy được quy định ở đây trong cái hàm join này. Được chưa? Tiếp theo là popping and pushing. Popping, pushing. Nghe quen không? Bạn nào nếu mà học đến khoảng năm 3 rồi thì sẽ học đến một cái môn gọi là DSA, là giải thuật. Nghe bao giờ chưa? Có nghe khái niệm là stack bao giờ không? Stack là gì? Ngăn xếp. Ngăn xếp, thì ngăn xếp. Ngăn xếp có đặc điểm gì? Hả? Tưởng tượng cái tủ quần áo ấy. Đúng rồi, tưởng tượng cái tủ quần áo, muốn lấy cái áo dính cung lên thì phải lôi hết toàn bộ cái mớ này ra rồi mới lấy được nó, đúng không? Là first in, first in, last out. Vào đầu tiên thì ra cuối cùng, còn vào cuối cùng thì ra đầu tiên rồi. Được chưa? Thì ở đây chúng ta trong JavaScript cũng có cái vậy. Array của chúng ta có cái ADR chưa? Bằng một cái array rộng thì muốn ép vào một phần tử cuối cùng nhất này, phần tử cuối cùng của một mảng này thì là chúng ta có arr.push một cái ký tự hoặc là một cái giá trị nào đấy vào đây thì nó sẽ thêm vào phần tử cuối cùng. Được chưa? Đây là push, là ép vào đuôi. Sau đó last arr lấy ra phần tử cuối cùng đầu tiên này, đúng không? Và cuối cùng này, đúng không? Thì chúng ta có hàm là arr.pop, không có tham số gì cả. Thì cái hàm pop này nó sẽ là lấy ra giá nếu mà được gắn và a bằng cái này thì nó sẽ lấy ra cái giá trị bằng cái biến a sẽ bằng giá trị cuối cùng này và cái giá trị này sẽ bị biến mất khỏi array, loại bỏ luôn. Được chưa? Loại bỏ cái giá trị cuối cùng của array đi. Đây là cái khái niệm về stack, hay còn gọi là ngăn xếp gì đấy của các bạn cũng quan tâm. Tôi không học cái ngăn xếp, tôi chỉ biết là stack. Khái niệm còn lại về array của chúng ta là cái gì? Queue. 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 Hàng chờ, hàng đợi. Đúng không? Thì cái thằng này ngược lại với thằng của nó. Stack là first in, first out. Đây nó là một cái hàng như này. Đi xem phim biết rồi đúng không? Thằng nào vào trước thì được mua vé trước, thằng nào vào sau mua vé sau. Yeah. Thì với cái này liên quan đến cái phần tử đầu tiên đấy, cái pop kia là cái pop với cái push kia là liên quan đến phần tử cuối
thủ đúng không? Thì thằng này chắc chắn sẽ liên quan đến phần tử đầu tiên. Tương đương như vậy có một cái array bằng một cái array rỗng, muốn ép một phần tử vào đầu tiên của nó thì chúng ta có cái hàm là arr.unshift giá trị ở đây. Thấy chưa? Thì nó sẽ ép phần tử vào đầu tiên của mảng. Và tương tự với mảng, tương tự với pop thì là pop là lấy phần tử cuối cùng đúng không? Trong array của chúng ta có lấy thể lấy phần tử đầu tiên ra, nó xóa nó đi, đó là arr.shift và lấy phần tử đầu tiên đúng không? Được chưa? Đấy là cái popping, pop, pushing cũng như là shift và unshift. Shifting element, delete element, cái này cũng phải lưu ý và đặc biệt phải lưu ý. Chúng ta xem ở trên này, cái delete element là từ khóa là gì? Viết mỗi là delete cái array của chúng ta với phần tử số mấy đấy đúng không? Cái này đúng không? Đúng chưa? Cái này dùng thì lưu ý cho tôi một cái như sau. Thường thường chúng ta làm việc với vòng lặp thì chúng ta hay sử dụng vòng lặp for đúng không? Dùng cái mảng chúng ta hay sử dụng tương tác vòng lặp for đúng không? Nhưng mà lưu ý ví dụ tôi có một cái array như này 1, 3, 9, 8, 6 như này. Tôi muốn xóa phần tử này thì là tôi xóa một cái nào đi ít mấy 0, 1, 2, 3 đúng không? Xóa 3 cái nó bay luôn, bay luôn. Nhưng mà lưu ý nó là thế này, cái này là index bằng 0, index bằng 1, index bằng 2, index bằng 3, index bằng 4, xóa đi thì nó chống luôn index bằng 3, nó bị chống luôn đấy. Cho nên là khi mà các bạn nếu mà còn cái vòng mặt này nhá, còn cái mảng này nhá, chúng ta sử dụng for y cộng cộng cho bao giờ đến arr y bằng 3 ấy undefined chết luôn, hiểu vấn đề chưa? Đó, cho nên là tôi rất hiếm khi tôi dùng cái này, rất hiếm khi tôi dùng cái delete này luôn, kể cả trong PHP tôi cũng dùng, được chưa? Mà chúng ta khi mà xóa tôi hay dùng kiểu như thế này, chúng ta có một cái hàm ở trong JavaScript cũng có thể xóa được, đó là hàm splice array splice arr chấm splice. Tôi không nhớ cái hàm này viết như nào lắm nhưng mà thường xuyên dùng thằng này để xóa đi, đó là splicing đây, array này cộng với splice này, cái tham số đầu tiên này là tham số số sẽ được tác động 0, 1 à đây nhầm xin lỗi. Chờ tí nhá. 2 là vị trí sẽ được tác động, sẽ được thêm nhá. Đây là 0, 1, 2 là apple đúng không? Tiếp theo là 0. 0 là số phần tử, số lượng phần tử sẽ bị xóa đi để thêm những cái phần tử mới vào. Được chưa? Thì là không thêm thằng nào. Tiếp theo cái hai cái kiwi và lemon và kiwi này này, nếu đúng ý nghĩa ra cái hàm này là thêm phần tử, chèn thêm phần tử vào giữa mảng, được chưa? Thì là cái số 2 là cái số là cái index của phần tử sẽ được chèn vào, bắt đầu từ phần tử đấy sẽ được chèn vào giữa vào chỗ nào đấy, được chưa? Số 0 này là số phần tử sẽ được xóa đi, bắt đầu từ cái apple này sẽ được xóa đi để nhét hai thằng này vào, được chưa? Còn cái đoạn phía sau này này là thêm bao nhiêu phần tử thì các bạn viết bằng đấy dấu phẩy và bằng này tính giá trị ra. Được chưa? Đây. Đây nha, đây có chuối, cam, táo và xoài đúng không? Bây giờ sử dụng cái này. Splice thêm chanh và kiwi vào đúng không? Các bạn thấy không? Nó thêm vào trước cái apple này. Trước cái apple này là thêm lemon và kiwi vào giữa. Và đẩy hai thằng này ra phía sau. Được chưa? Bây giờ tôi thử sửa số 0 này thành số 1 nhá. Các bạn xem điều gì xảy ra. Đá bay mất thằng táo rồi đúng không? Đúng chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ có splice thường thường xóa như sau. Tham số đầu tiên là cái index
cần phải xóa. Ví dụ tôi muốn xóa thằng số 8 này, cái số 8 ở đây là 3 đúng không? Tôi muốn xóa thằng này thì tôi điền đây là số 3. Tiếp theo là số 1. 1 là số phần tử sẽ được xóa đi. Bây giờ thì là nó xóa bay thằng này đi bằng cái index của thằng này sẽ chuyển số 1. Là giữ được cái index luôn luôn tăng một đơn vị của trong ở trong mạng. Thì đây là cái hàm tôi rất là hay dùng. Đây là kinh nghiệm sử dụng, còn tôi dùng delete, ngày xưa tôi dùng delete một lần. Là dùng chửi nó sấp mặt. Thật luôn. Chửi mặt. Bị chửi nó sấp mặt luôn. Đấy là nếu mà không dùng quen. Được chưa nhỉ? Đây là một cái cần phải lưu ý khi mà xóa phần tử của mạng. Cái lưu ý thứ hai. Nào, tập trung vào đây. Cái này rất là quan trọng để tránh chúng ta sau này chửi sấp mặt như tôi, hoặc là phải bị bớt khá mồm như tôi. Thì chúng ta phải lưu ý cho tôi như sau. Khi mà một cái nhiệm vụ nào đấy của chúng ta cần phải xóa phần tử trong mạng, tất nhiên sẽ dùng bằng for. Được chưa? Tất nhiên sẽ dùng bằng for. Nhưng bắt buộc phải dùng for loop. Nhá. Bắt buộc phải dùng for loop. Biết vì sao? Như này. Trong trường hợp tôi muốn xóa thằng số 3 và thằng số này, tôi để giữ thằng này là 3, thằng này là 4 nhá. Tôi muốn xóa hai thằng này khỏi mạng đi. Nếu tôi dùng for tiến này, các bạn lưu ý này. Vòng đầu tiên là y bằng 0, không phải bằng 3 đúng không? Tiếp, next tiếp đúng không? Tiếp theo index bằng 1. 3 này đúng không? Sử dụng slide là 1 để xóa thằng này đi đúng không? Bây giờ là thằng này mang index. Thằng số 9 này mang index là mấy? 1, thằng này đổi index còn 2, thằng này đổi index bằng 3. Xong chưa? Vòng lặp thứ 2 index bằng mấy? À, vòng lặp tiếp theo cũng đây là 0, 1 này này. Bây giờ index tiếp theo bằng mấy? 2 đúng không? 2 là chưa quét qua thằng này và nhảy tiếp đến thằng số 8 này. Tức là thằng này bị sót. Đúng không? Tức là thằng số 9 này không được quét qua mà nó bị sót mất. Cho nên là bởi vì những cái thằng phía sau nó sẽ dồn lên. Bị sót với một thằng mà các bạn càng xóa nhiều, càng nhiều điều kiện sẽ càng xóa nhiều và cái tỷ lệ sót càng cao. Cho nên là không chơi với for tiến được khi mà xóa phần tử. Mà bây giờ ngược lại, chúng ta làm việc với for loop. For loop ngược từ đây này. Đúng không? Phần tử cuối cùng là số 3 này. Tiếp theo số 2 này. Xóa thằng này nhá. Bay luôn. Thằng này là còn vẫn là 1 đúng không? Chỉ có thằng đã qua rồi thì bị ảnh hưởng đúng không? Thằng này còn 2. Bây giờ là số 1, 1 thì vẫn còn là 1 đây. Vẫn được quét đúng không? Cho nên là nó sẽ không ảnh hưởng đến những cái phần tử ở đằng trước. Đấy là kinh nghiệm khi mà chúng ta xóa một phần tử ở trong mạng đi. Được chưa? Xong chưa? Lưu ý cho tôi cái trò này. Đấy, tôi vừa giải thích thêm cái hàm splice rồi nhá. Cái gì ạ? Thế nào u ớ cái gì ạ? Tiếp theo là mệt. Mệt là ghép. Có thể ghép hai mảng vào với nhau. Đó, chúng ta sử dụng là hai mảng này mệt với nhau thì nó sẽ là thành 4 phần tử, 5 phần tử vào trong một cái mảng là my children. Được chưa? Slice lại là cắt. Cắt thôi, cắt khỏi mạng. Thì cái này ở chuỗi chúng ta đã động đến rồi, bỏ qua cái này đi. Slice này. Hết rồi đấy. À, chúng ta có max min in array. Đây là tìm phần tử lớn nhất và phần tử nhỏ nhất trong mạng. Tự tìm được luôn. Thì các bạn tự làm cái trò này. Đấy là xong về chuỗi số mảng, ba cái thứ quan trọng nhất ở trong lập trình cơ bản của chúng ta. Cái này nó sẽ còn đi cùng với các bạn rất là nhiều. Bởi vì thường thường các cái ngôn ngữ khác nhau nó sẽ luôn luôn xoay quanh những cái hàm cơ bản như vậy. Ngôn ngữ nào cũng có. Java cũng có, C cũng có, C Sharp cũng có, PHP cũng có, Ruby cũng có, Python cũng có. Kiểu gì nó cũng có. Không có cái này thì không code được. Được chưa? Nên là khi bắt đầu một cái ngôn ngữ nào đấy thì chúng ta ngoài cú pháp và cách sử dụng các cái cú pháp về vòng lặp, câu lệnh, rẽ nhánh, các thứ kiểu ra hàm ra, thì chúng ta còn phải tìm hiểu những cái hàm
những cái hàm này này gọi là hàm built-in, là hàm có sẵn trong cái ngôn ngữ đấy người ta cung cấp, chúng ta không phải viết nữa. Được chưa? Lưu ý, và các bạn nắm được cái này, các bạn code bằng tăng tăng này. Có gì không? Được chưa? Đó. Bây giờ các bạn làm bài tập cho tôi. Để tôi viết để. Còn bài tập về nhà ngày hôm nay là 25 cái bài kia rồi. Không phải cho đâu. Cho một bảng. Ở đây cho một cái input. Đây cho một cái input. Chúng ta có thể nhập, nhớ nhá, nhập số. Nhập số vào trong này. Và mỗi số cách nhau có thể là ví dụ 1 này, phẩy, tách ra 2, phẩy, 9, xong rồi phẩy, 10 luôn. Nhưng tôi chấp nhận cả dòng cách ở trong này. Nhập số và chỉ được nhập 3 loại ký tự, 1 là số này, 2 là số phẩy này, 3 là số cách này. Làm cách nào thì làm. Tách ra thành 2 mảng, 1 mảng chứa số chẵn, 1 mảng chứa số lẻ luôn. À có này. Thêm một cái hàm nữa. Stream. Tự đọc. Stream nó lại bỏ khoảng trắng. Ở hai đầu. Còn ứng dụng như nào thì là việc của các bạn. Tự nghĩ là cách ứng dụng. Mấy cái này sau này PP nó có nên tốt nhất học trước mấy cái đề PP cơ bản nó cao mà tiết kiệm thời gian.
người ta để dễ không? Hỏi là điều thứ hay hỏi. Với JavaScript không thì bạn có thể là làm một trang web hoàn chỉnh từ trên dưới. Đó. Thế đấy cần phải nốt gì em? Nốt không là JavaScript. Về nghiên cứu của tôi thêm về S6 JavaScript, Figma Script 2015 và Figma 2016 thì với đến tầm level là có thể coi là đi làm công nghệ mới. Còn với S5 hiện tại chúng ta dùng thì nó là lâu lắm rồi, nó quá bắt buộc chúng ta dùng để có thể học được quản trị web thôi, nhưng mà để học được những cái công cụ mới thì chưa đến tầm. S6 hay nên học. Tất nhiên là cái đấy chỉ có tự học được. Với S6 thì chúng ta có thể làm được với Angular này, React, Vue.js và những công nghệ mới biết rồi. Làm cái đấy thì các bạn mới có thể nhanh chóng đi làm. S6 này, TypeScript này. Rồi, tôi chỉ chỉ cho các bạn cái gì cần học. Xong chưa? Xong bài này chưa? Đây. Chị đã thi. Trần Văn Quyên, Trần Thị Quyên, Nguyễn Thị Quyên, Nguyễn Thanh Long, thay đổi SRC của ngài, Hoàng Văn Huân, Bùi Đức Tài, Đế Đức Anh, có, Nguyễn Văn Vương, Vượng, có, Video, Hà Văn Hiền, Video, Nguyễn Ngọc Thảo, có được không? Bạn Linh đến đến Nguyễn Thị Thi Trang, sinh năm 1983, ai quên ở đây? Nguyễn Văn Đơn, tức là Nguyễn Đơn, Trần Sách Hải, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Văn Thành, Thành này lấy được điểm đúng không? Nguyễn Tùng Lâm, mình có thể là xin một cái iPhone khác mình xóa kẻ, xóa kẻ. Bạn Minh Hiền, thay vào một cái iPhone mới. Lê Thị Vân, Nguyễn Thị Yến, làm cái thử đi. Hoàng Ngà, Anh Văn, Lan Anh, Đại Việt, Trần Thị Hà, Phạm Đến, Minh Dương, Minh Nhật. Xong chưa? Cái gì mà hình con chó ở đây này trời? Đây là buổi trước của chúng ta đúng không? Rồi xong rồi, chúng ta có thể nghỉ. Chịu khó luyện tập vào nha. Các bạn đang rất yếu về thuật toán cho nên là cố gắng luyện vào thì mới lên được.